Quá đẳng cấp, Ấn Độ cử luôn đoàn 6.000 người du lịch Việt Nam khiến cả Đông Nam Á bất ngờ, Thái Lan ao ước. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Thông Thái. Các bạn có biết không, Ấn Độ vốn là một đối tác thân thiết của Việt Nam và người Ấn thì đặc biệt mê mẩn vẻ đẹp và văn hóa nơi đây. Thực tế, Việt Nam đã trở thành một điểm đến yêu thích và phổ biến với du khách Ấn Độ, thậm chí còn được giới siêu giàu Ấn Độ chọn làm nơi tổ chức những siêu đám cưới xa hoa, mỗi đám cưới tốn hàng triệu đô la Mỹ. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của Việt Nam mà còn cho thấy sức hấp dẫn của chúng ta trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây nhất, Quảng Ninh đang chuẩn bị đón tiếp một đoàn du khách khổng lồ chưa từng có, 6.000 người Ấn Độ. Điều này đã làm lãnh đạo Quảng Ninh toát mồ hôi hột vì lo tổ chức và đã làm cho anh bạn Thái Lan của chúng ta bất ngờ ao ước vì Ấn Độ chưa bao giờ làm như thế với Thái Lan. Ngày 6 tháng 8, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong tỉnh. Tất cả nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này. Với số lượng du khách lớn như vậy, đây không chỉ là một thách thức lớn về mặt tổ chức mà còn là cơ hội vàng để Quảng Ninh khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới. Dự kiến đoàn du khách sẽ nghỉ dưỡng và tham quan thành phố Hạ Long từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cuộc họp đã đưa ra những phương án chi tiết về việc đón tiếp, bố trí phương tiện và phân luồng giao thông. Từ xe buýt cao cấp, tàu thuyền đến dịch vụ xe điện đều được huy động để đảm bảo sự di chuyển thuận lợi và an toàn cho đoàn khách khổng lồ này. Quảng Ninh đã sẵn sàng để tiếp đón đoàn khách ấn tượng này và chắc chắn đây sẽ là một sự kiện ghi dấu trong lòng du khách quốc tế. An ninh trật tự luôn là yếu tố then chốt khi đón tiếp một đoàn du khách khổng lồ như thế này. Lực lượng an ninh đã được huy động tối đa, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 6.000 du khách Ấn Độ trong suốt thời gian lưu trú tại Hạ Long. Các biện pháp an ninh được triển khai bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt tại các điểm du lịch, tuần tra liên tục và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nhanh chóng mọi tình huống phát sinh. Đoàn du khách này thuộc phân khúc chi tiêu cao, vì vậy chất lượng dịch vụ chủ yếu là yếu tố sống còn. Các khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch khác đều được chỉ thị phải nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ khách hàng. Đặc biệt, các dịch vụ ăn uống được chú trọng kỹ lưỡng với việc cung cấp các món ăn phù hợp với khẩu vị và văn hóa ẩm thực của Ấn Độ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Vậy điều gì đã khiến đoàn du khách này chọn Quảng Ninh làm điểm đến cho chuyến hành trình? Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, từ lâu đã nổi tiếng là một trong những kỳ quan đẹp nhất hành tinh. Vịnh Hạ Long với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, làn nước biển xanh biếc và hệ sinh thái phong phú, không chỉ thu hút khách quốc tế mà còn làm say lòng khách Ấn Độ. Có lẽ chính vì vẻ đẹp hùng vĩ và nét huyền bí của Vịnh Hạ Long đã cuốn hút họ và sự lựa chọn này cũng thể hiện niềm tin vững chắc nhất vào chất lượng dịch vụ tại Quảng Ninh. Điều này càng khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch thế giới, xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho những đoàn khách tầm cỡ. Ngoài Vịnh Hạ Long chứ danh, Quảng Ninh còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn khác như là Bãi Cháy, đảo Tuần Châu, khu du lịch Yên Tử và khu bảo tồn thiên nhiên Bái Tử Long. Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp độc đáo, từ những bãi biển trải dài với cát trắng mịn, các khu nghỉ dưỡng sang trọng đến những trải nghiệm du thuyền đẳng cấp và các di tích lịch sử văn hóa đậm chất Việt Nam. Có lẽ nhiều người chưa biết rằng, sau đại dịch Covid-19, Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã xác định thị trường du khách Ấn Độ là một trong những thị trường quốc tế tiềm năng nhất. Không ngừng nỗ lực khai thác và quảng bá, Quảng Ninh đã triển khai nhiều chiến dịch quảng bá du lịch mạnh mẽ thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và các sự kiện xúc tiến thương mại tại Ấn Độ. Du khách Ấn Độ không chỉ đa dạng về độ tuổi mà còn phong phú về nhu cầu và sở thích. Họ có thể là doanh nhân, người nổi tiếng, gia đình hay những nhóm bạn trẻ đam mê khám phá. Đoàn du khách 6.000 người từ Ấn Độ lần này không chỉ thuộc phân khúc chi tiêu cao mà còn là một trong những đoàn khách đông nhất từng đến Vịnh Hạ Long. Sự kiện này không chỉ là một cơ hội kinh tế to lớn mà còn là dịp để Quảng Ninh khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch toàn cầu. Tỉnh kỳ vọng rằng việc đón tiếp chú đáo đoàn khách này sẽ tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lan tỏa hình ảnh du lịch Hạ Long và Quảng Ninh ra khắp thế giới. Hơn thế nữa, sự kiện này cũng mở ra cơ hội vàng để thúc đẩy các ngành du lịch liên quan như là nhà hàng, khách sạn, vận chuyển và mua sắm. Một trải nghiệm du lịch hoàn hảo không chỉ mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn mà còn xây dựng lòng tin,
tạo tiền đề vững chắc cho những lần đón tiếp các đoàn du khách lớn trong tương lai. Quảng Ninh đang sẵn sàng chào đón và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách quốc tế. Mặc dù đoàn khách Ấn Độ lần này có quy mô khổng lồ, Quảng Ninh vẫn vững vàng và tự tin, không phải ngẫu nhiên mà địa phương này có thể bình thản đón tiếp một lượng khách đông đảo như vậy. Trước đây, Quảng Ninh đã nhiều lần trở thành điểm đến của các tỷ phú Ấn Độ, nơi họ tổ chức những đám cưới xa hoa và sự kiện hoành tráng. Những sự kiện lần này không chỉ giúp khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế, mà còn mang lại kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức và phục vụ các đoàn khách lớn. Các doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực học hỏi, cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế. Đoàn du khách 6.000 người đến từ Ấn Độ lần này chính là cơ hội vàng để kiểm chứng và nâng tầm dịch vụ của địa phương. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp địa phương hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển, đồng thời giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ đặc sắc đến du khách quốc tế. Với sự kiện lần này, Quảng Ninh không chỉ mở ra những cơ hội kinh tế mà còn khẳng định lòng hiếu khách, sự chuyên nghiệp và khả năng tổ chức vượt trội. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chào đón nồng nhiệt của tỉnh hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách, mở ra những triển vọng mới cho ngành du lịch địa phương. Trong năm 2023, Việt Nam đã chào đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó lượt khách đến từ Ấn Độ đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất, với mức tăng 231% so với năm 2019. Riêng tháng 12 năm 2023, Việt Nam đã đón 39.915 lượt khách Ấn Độ, đưa quốc gia này vào top 10 thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam. Không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích khám phá, Việt Nam còn là sự lựa chọn hàng đầu cho những đám cưới xa hoa của các tỷ phú Ấn Độ, với các địa điểm nổi tiếng như là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và tất nhiên không thể thiếu Quảng Ninh, đặc biệt là Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Theo các tạp chí du lịch uy tín, Vịnh Hạ Long luôn nằm trong top những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới với hàng triệu lượt khách mỗi năm. Vẻ đẹp hùng vĩ của những hòn đá vôi và làn nước xanh ngọc bích không chỉ là niềm tự hào của Quảng Ninh mà còn là minh chứng sống động cho vị thế vững chắc của tỉnh này trên bản đồ du lịch quốc tế. Khi tin tức về đoàn khách 6.000 người Ấn Độ đến Việt Nam được lan truyền, không chỉ riêng ngành du lịch Thái Lan mà cả cộng đồng mạng Thái đều không giấu nổi sự ghen tị. Thái Lan vốn từ lâu đã tự hào là ông lớn trong ngành du lịch Đông Nam Á, giờ đây đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và đe dọa xoán ngôi vương của họ. Người dân Thái không khỏi hoang mang khi thấy Việt Nam, đặc biệt là Quảng Ninh, thu hút được một đoàn khách khổng lồ như vậy. Nhiều bình luận trên mạng xã hội Thái bày tỏ sự lo lắng rằng Việt Nam có thể trở thành ông lớn mới trong ngành du lịch, khiến Thái Lan phải chịu cảnh mất miếng cơm. Họ sợ rằng sự bùng nổ của du lịch Việt Nam sẽ làm giảm sức hút của Thái Lan, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách quốc tế và nền kinh tế vốn phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Không ít người Thái còn cảm thấy bị đe dọa bởi sự vươn lên của Việt Nam khi mà ngày càng nhiều sự kiện lớn và đoàn khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến thay vì Thái Lan. Điều này chẳng khác nào một lời cảnh báo rằng nếu không nhanh chóng cải thiện và đổi mới, Thái Lan có thể phải chứng kiến cảnh du khách dần rời bỏ mình để tìm đến những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo hơn ở Việt Nam. Trong khi Thái Lan vẫn còn đang loay hoay với những chiến lược cũ kỹ, Việt Nam đã chứng tỏ rằng mình không chỉ là một điểm đến mới nổi mà còn là một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng thách thức vị trí dẫn đầu của Thái Lan trên bản đồ du lịch khu vực. Vậy theo bạn, liệu Việt Nam có thực sự vươn lên trở thành ông lớn mới trong ngành du lịch Đông Nam Á? Vượt mặt Thái Lan, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.